Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tử vi tiết lộ chấn động về dấu hiệu trúng độc đắc, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, được thần Phật che chở, đang nghèo bỗng trúng số trăm tỷ, đổi đời giàu to, tiền ngập nhà, cuối năm ăn Tết linh đình. Hoan hỉ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình. Kính chúc quý cô bác anh chị giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác anh chị và đặc biệt là quý mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 thân mến, buông bỏ luôn là một sự khó. Nhưng vứt bỏ có lẽ sẽ đơn giản và dễ dàng hơn, hoặc già hãy cứ nhớ rằng, thời gian không bao giờ mở miệng nói, nhưng cuối cùng sẽ cho chúng ta biết mọi câu trả lời. Nếu anh chị có chút gì ngần ngại hay khúc mắc, hãy cho bản thân mình một chút thời gian, để mọi thứ tự vận hành thành công và giàu có. Chính là hai điều mà con người ta mong cầu nhiều nhất trong cuộc sống này. Chúng ta mong cầu không phải là chỉ dành riêng cho bản thân mình, mà còn cho người thân yêu của chúng ta, không phải sống trong cảnh khổ sở túng thiếu. Nhiều bậc cha mẹ thì việc theo đuổi giàu có và quyền lực là mục tiêu duy nhất trong suốt cuộc đời. Họ luôn cho rằng con cái của mình khi bước vào xã hội sẽ trở thành người yếu thế, không có tiền tài, không có quyền lực, rất dễ bị người khác ức hiếp, cho nên ngoài việc lao động tích góp của cải, rất nhiều người còn toan tính làm sao để con cháu sau này có được một chỗ đứng trong xã hội. Người người kính nể, dạng người tổ tông, nhưng những thứ đó không phải muốn là có và mong là sẽ được, tất cả đều phải nhờ vào sự nỗ lực và vận may của mỗi người. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ tới bác anh chị tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, về dấu hiệu được thần Phật che chở, đổi đời giàu to, tiền bạc ùn ùn kéo về. Vậy hãy cùng theo dõi hết video này để xem mình có sở hữu dấu hiệu phát tài nào hay không nhé. Thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, có bao giờ anh chị nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc anh chị than thân trách phận và hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc anh chị thấy bất đắc chí, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ anh chị nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ anh chị tự vấn bản thân hay nhìn thẳng vào sự thật rằng anh chị thua là do anh chị chưa đủ giỏi, rằng anh chị đã lỡ thời cơ là do anh chị chẳng đủ chăm? Đã bao giờ anh chị đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình là sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là ít lắm, thường lãng tránh là bản năng, đổ tội là bản tính, mà nghĩ mình là nạn nhân của đời, của mệnh, là bản ngã của con người. Thực tế thì chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến lợi, ta không quyết được thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình, cho nên lắm lúc anh chị cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi và ở thời điểm tư duy của anh chị, thay đổi trình độ của anh chị, thêm nhiều tư cách của anh chị, thêm vững mạnh thì cũng mới là lúc anh chị xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Còn nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy cứ sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển. Hy vọng anh chị có thể sốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay quý anh chị nhé. Những lời này chưa chắc anh chị đã cần khi anh chị đang thông thuận, nhưng nếu anh chị đang không thông thuận, có thể đó là điều anh chị cần nhìn lại trong chính con người mình.
Và trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan và tính cách của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, có ý thức và đáng tin cậy. Tuổi Sửu thường có đôi vai to rộng, luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm về mình. Họ luôn được cấp trên tin tưởng vì tính chu đáo và hiệu quả trong công việc được giao. Tuổi Sửu làm việc độc lập sẽ tốt hơn khi làm theo nhóm, dù có vẻ không màng đến danh lợi, chỉ biết cặm cụi làm việc, nhưng bao công sức họ bỏ sẽ được đền đáp. Chính vì thế mà sớm muộn gì họ cũng vươn lên vị trí dẫn đầu trong công việc. Bạn luôn công bằng, dứt khoát làm việc công khai, đó mới là con đường đúng đắn để giành lấy tài vận. Bạn rất ghét kiểu tính toán trước, sau để tranh giành lợi ích. Bạn nếu không muốn dựa vào nguồn thu nhập ổn định để tăng vận tài thì có thể đầu tư vào bất động sản. Tuổi Sửu thường là người có đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến bởi tính cách cần cù, họ cũng là người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ai sinh vào năm Sửu thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được bao sóng gió cuộc đời, nhưng có đôi khi tính cương quyết khiến họ trở nên bướng bỉnh, cứng nhắc. Bởi lẽ đó, một khi đã quyết định thực hiện điều gì, họ khó có thể thay đổi mục tiêu của mình. Lời nói và việc làm của tuổi Sửu thường đi liền nhau, đó là tính cách nổi trội của họ. Sức chịu đựng và lòng quả cảm của tuổi Sửu, họ giống như mũi tên nhọn xuyên qua bất cứ rào chắn nào mà người đời cố tình dựng lên trên con đường đi tới của họ. Tuổi Sửu họ điềm tĩnh nhưng kiên cường, họ là người chăm chỉ và chu đáo, khi làm việc họ rất có phương pháp và quyết đoán. Họ có tài lãnh đạo người khác, rất nể phục tính dứt khoát cũng như sức chịu đựng của họ. Họ là người biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ. Bởi cái lợi trước mắt, với bản tính bất khả xâm phạm, họ chọn lựa nghề nghiệp rất kỹ càng, miễn là họ được tự do làm điều họ thích. Tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối họ không ỷ lại dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Chính vì thế khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tuổi Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Sửu là người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm, vượt qua thử thách trong công việc. Khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Sửu lại bị tuột mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho người khác. Tuy nhiên, tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho người đang gặp khó khăn. Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách. Ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến cho tuổi Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Sửu trở thành người bảo thủ cố chấp. Trong mắt mọi người, người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuổi Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc họ làm việc một cách trình tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và tư duy rất logic chặt chẽ. Người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo, đôi lúc họ khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, tuổi Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, họ kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu họ sẽ không bỏ cuộc. Người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai,
Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì họ vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với tuổi Sửu, thì bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cẩu thả, họ chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, tuổi Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình. Có trách nhiệm với công việc được giao, họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội mà không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc. Bởi vậy, đôi khi cuộc sống của người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Sửu dù không lãng mạn, mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm khi kết hôn sẽ hết mình, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thật ra tuổi Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm an ủi, chăm sóc. Lúc ấy gia đình và người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để tuổi Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm là đó, nhưng mà tuổi Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi danh vọng cao sang. Đối với tuổi Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, dù có bận rộn với công việc. Người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng đùa cợt bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, họ cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Sửu cũng coi là người tri kỷ thực sự trong cuộc đời. Tình duyên của tuổi Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của tuổi Sửu. Chung thủy âm thầm và ấm áp, họ luôn biết cách nhường nhịn chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Còn kết hôn với phụ nữ tuổi Sửu thì bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là con người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thì phụ nữ tuổi Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Sửu sẽ luôn là người ở phía sau, ủng hộ tiếp thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua thử thách. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại, xúc phạm mình, tuổi Sửu sẽ ôm chặt thù hận trong lòng. Đôi khi họ bảo thủ và hay chấp vặt, tuổi Sửu cũng không đủ bao dung để dễ dàng tha thứ lỗi lầm của một ai đó. Khi gặp phải những chuyện phiền muộn đau khổ, họ có xu hướng khép mình không tâm sự với bất kỳ ai. Tuổi Sửu tính tình thẳng thắn, không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình. Họ có trách nhiệm với tập thể, làm việc cũng vì lợi ích của tập thể, luôn khiêm tốn nhường nhịn người khác. Họ song phẳng trong vấn đề tiền nong, không nợ nần vay mượn ai quá lâu. Họ giỏi chịu đựng những áp lực trong công việc mà không hề kêu ca. Đối mặt với những kẻ chua ngoa mồm mép, họ giữ được thái độ bình tĩnh, hòa hợp, nhưng một khi lòng tự trọng của mình đã bị xúc phạm, họ sẽ nổi giận và bỏ đi. Trong gia đình, mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng họ luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán, tẻ nhạt, nhưng cũng có đôi lúc họ đem lại niềm vui, tiếng cười cho căn nhà. Những chú trâu sinh ra vào ban ngày sẽ năng động, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, nhưng lại vất vả hơn những chú trâu được sinh vào ban đêm. Tuổi Sửu sinh vào ban đêm cả đời sống trong an nhàn, bình yên, nhưng cuộc sống không mấy dư giả, chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Trong công việc, tuổi Sửu nổi tiếng là người công tư phân minh, giải quyết mọi việc theo lý trí, không để tình cảm riêng xen vào công việc chung. Họ là người đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Nếu bạn đang cần một lời khuyên, hãy đi hỏi tuổi Sửu, anh ta sẽ đưa ra những giải pháp tốt nhất để tháo gỡ rắc rối của bạn. Họ rất cẩn thận trong việc giao lưu kết bạn, họ cởi mở nhưng tuyệt đối không bừa bãi, thân thiết với một ai đó. Để xây dựng một mối quan hệ gắn bó lâu dài thì họ cần thời gian để tìm hiểu đối phương. Họ sẽ chỉ trở thành người bạn thực sự của nhau khi hai bên tìm được sự thấu hiểu tương đồng và tôn trọng lẫn nhau.
Tuổi này có đầu óc thực tế không viễn vông, họ chân thành, trung thủy và khiêm tốn, tuy nhiên họ rất dè dặt với một vài người, thậm chí thờ ơ và xa lánh. Ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng thực tế họ rất cầu tiến và tham vọng. Họ có khả năng thuyết phục và thường thẳng thắn với những gì bất bình, bất kể hậu quả ra sao. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội đang đến, nhưng họ cũng rất chân thành và tin tưởng trong cách đối xử với bạn bè. Họ lại là mẫu người sống khép kín. Họ không thích bộc bạch tâm sự của mình với người khác. Họ thích làm theo ý mình hơn là bị bó buộc bởi áp lực nào đó. Họ điềm tĩnh và trầm lặng, nhưng nếu có ai đó làm họ giận hoặc bực mình, họ lại rụt rè, tính khí bướng bỉnh và ương ngạnh lắm. Họ lắm lúc làm phiền lòng người khác, thường thì mọi điều đều suôn sẻ, nhưng họ cũng biết chấp nhận thất bại. Mỗi khi vấp ngã họ thường hay suy tư, không có óc hài hước và chẳng mấy thiện cảm với người mánh khóe lừa lọc. Họ muốn luôn giữ vững lập trường của mình. Năm Sửu là tượng trưng cho thành công. Sau khi trải qua bao gian khổ nỗ lực mới đạt được, đây là người làm việc không biết mệt, người sinh năm này đáng tin. Điềm tĩnh, có nguyên tắc quy cũ, là một người làm việc cẩn thận, tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc nhưng vẫn công bằng. Biết lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng nếu muốn thay đổi quan điểm của anh ta thì rất khó, vì anh ta cố chấp, đôi lúc còn thiên vị. Tuổi Sửu cần cù, nỗ lực vượt bậc mới gặt hái thành công, người cầm tinh con trâu đi theo con đường chính, có trình tự, không thích đi đường tắt. Trong làm ăn rất rõ ràng, dứt khoát, họ thích sự tôn nghiêm và đức hạnh, khuôn mẫu, tôn trọng những điều đã giao ước, ký kết. Họ là nhóm người rất tự trọng và bản thân luôn tự lực cánh sinh, không muốn làm phiền người khác, đã nói là làm. Họ không ưa nợ nần, trong kinh doanh khi buộc phải nợ hoặc cho đối tác vay chậm trả. Họ luôn luôn nhớ chính xác con số và thời hạn thanh toán, đồng thời yêu cầu người khác cũng làm như vậy. Nếu là chủ doanh nghiệp, họ quản lý và điều hành theo mệnh lệnh đối với nhân viên. Họ có yêu cầu rất cao và không thiên vị bất cứ ai. Họ là người thẳng thắn công bằng trong mọi việc, cũng như trong kinh doanh, không bao giờ dùng thủ đoạn để đạt mục đích. Trong quản lý, gia trưởng và võ đoán nhà doanh nghiệp, tuổi Sửu luôn lấy chữ tín hàng đầu, hay giúp đỡ các bạn hàng không ưa những cuộc chiêu đãi lớn, những nơi đình đám. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 như sau. Đầu tiên là xét về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi khoa học 12 con giáp nhận thấy, vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Sửu hứa hẹn có nhiều điểm sáng mới, có quý nhân tam hợp nâng đỡ. Bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Thời điểm này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Quý Sửu bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, quý mệnh tự tin ở vị trí công việc mới. Có điều, tháng 11 âm lịch này quý mệnh lâm đất dưỡng, có xu hướng thu mình lại ngại thể hiện, khả năng đó sẽ là điểm trừ trong mắt lãnh đạo, ảnh hưởng xấu tới con đường thăng tiến, nên nhớ làm gì cũng vậy. Tuổi Quý Sửu bạn cần mạnh dạn xông xáo thực hiện nhé. Có như vậy mới cho ra kết quả tốt, ít ai dám đảm đương những công việc khó, nhưng một khi đã làm được, mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam, tại đây tuổi Quý Sửu chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trường khí phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Xét về phương diện tài lộc. Theo tử vi 12 con giáp chỉ rõ thời điểm này, vận trình tài lộc của tuổi Quý Sửu có điểm sáng bất ngờ, nhờ tài tinh cao chiếu, theo đó chính tài và thứ tài đều có thu hoạch đáng kể. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, với những ai đã thực sự nỗ lực phấn đấu hết mình vì công việc thì hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương hoặc mức thưởng mức hoa hồng. Tỷ lệ được chấp thuận khá cao, còn người làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh buôn bán tự do thì có một tháng tất bật việc kinh doanh, tiến hành thuận lợi, nhận được nhiều đơn đặt hàng, ký kết hợp đồng suôn sẻ. Tuổi Quý Sửu cũng có thể tham gia đầu tư ở một vài hạng mục như bất động sản, ngành hàng ăn uống, thẩm mỹ nếu không có nhiều thời gian để tự mình tiến hành. Bạn có thể góp vốn và ăn chia lợi nhuận, có điều bạn cần lưu ý là đó ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ có thể gây điểm phá tài. Nhắc nhở quý mệnh thật sáng suốt và tỉnh táo trong kinh doanh, hợp tác làm ăn, đừng để bị dụ dỗ bằng dăm ba lời ngon ngọt mà tiền mất tật mang. Xét về phương diện tình duyên. Nhờ quý nhân nhị hợp xe duyên, chính vì thế chuyện tình cảm của tuổi Quý Sửu ngày càng phong phú, có nhiều trải nghiệm thú vị. Người độc thân không cần phải e dè trong các mối quan hệ khác phái nữa. Sự hấp dẫn lan tỏa từ chính cách hành xử của bạn trong mọi trường hợp, hãy là chính mình bạn nhé. Để được yêu thương và tìm thấy nửa kia phù hợp,
các cặp đôi đang sẽ tiến vào giai đoạn thăng hoa của tình yêu. Thậm chí một vài cặp đôi còn tính chuyện đám cưới ngay trong thời gian này. Với các cặp vợ chồng, thời điểm này thích hợp để dành thời gian chia sẻ, hóa giải mâu thuẫn, giúp không khí gia đình thêm ấm áp, xóa tan sự căng thẳng. Trước kia gia đình bạn có thể cùng nhau đi du lịch để tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên. Xét về phương diện sức khỏe. Theo dõi tử vi 12 con giáp nhận thấy, sức khỏe của quý mệnh có vẻ tốt hơn, dễ đạt được cân nặng như bạn mong muốn. Ngoài ra bạn tránh việc thức khuya, khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Giấc ngủ và nghỉ ngơi là cách tốt nhất để hồi phục sức khỏe. Hãy đảm bảo bạn được ngủ đủ giấc trong ngày, thường xuyên giải lao và có quãng nghỉ để tăng cường sức khỏe và tăng cường khả năng tập trung hơn nữa. Thời điểm này, lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận. Chính vì thế bạn hãy quan tâm hơn tới những vị trí này của cơ thể nhé. Kính thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu, nếu thấy bỗng nhiên xuất hiện một trong các dấu hiệu này, chứng tỏ bạn đang thần Phật che chở, sớm muộn cũng phát tài. Chính vì thế bạn hãy tận dụng cơ hội ngàn năm này nhé. Một là thấy trán sáng bừng bóng đẹp. Nếu đột nhiên bạn thấy rằng khu vực trán của mình sáng sủa, bóng đẹp, trán bằng phẳng, thì đây là dấu hiệu khoảng thời gian gần đây có cuộc sống thoải mái, không lo nghĩ. Đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy vận may sắp tới trong thời gian này, có thể bạn sẽ gặp được quý nhân dẫn dắt bạn tới những hợp đồng làm ăn lớn, mang lại nhiều lợi ích về tiền bạc. Bên cạnh đó, đây cũng có thể là điểm may mắn trong tình duyên, trong nhà bạn sẽ có hỷ tín hoặc có thêm thành viên mới, cuộc sống vui vẻ may mắn hơn. Ngược lại, nếu chán một người trông luôn u tối, cau có, không sáng bóng, thì hãy lưu ý tới sức khỏe, có thể bạn đang có bệnh. Hai là đôi mắt long lanh hơn. Người xưa thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, những đôi mắt có lòng đen, lòng trắng rõ ràng, ánh nhìn sắc bén, mắt sáng long lanh, có thần thái, thì đó là đôi mắt của người đang gặp nhiều chuyện vui, vận trình tăng tiến, mọi sự thuận lợi. Ngược lại nếu đôi mắt lờ đờ, thiếu sức sống, trong mắt xuất hiện đầy tơ máu, mắt u ám, thất thần, thì đó là biểu hiện cơ thể mệt mỏi, sức khỏe không ở trong tình trạng tốt nhất mà vận trình cũng bị sa sút, làm gì cũng thất bại. Ba là mũi ửng đỏ, cánh mũi nảy nở. Mũi là cung tài bạch, thường có mối quan hệ gắn kết với tiền bạc, tài lộc của con người. Chính vì thế nếu như đầu mũi chuyển màu tối, sắc mặt cũng u ám thì cần phải lưu ý, bởi có thể bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân ngáng chờ con đường phía trước, nhiều điều trắc trở cần phải có bạn bè giúp đỡ mới qua được cơn nguy khốn. Nếu như đầu mũi bạn nảy nở có màu đỏ, chắc chắn trong thời gian sắp tới bạn sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha. Chính vì thế khi bạn thấy mình có những dấu hiệu này, hãy nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm này để tạo nên tương lai tốt đẹp như mong ước. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.